Anh em biết định nghĩa của siêu phẩm là gì không? Là đây này, California FR96. Có xe này thì siêu chất lượng mà cửa hàng mình mới dinh về anh em nhá. Anh em nhìn vào đây, bộ khung thì được thiết kế là khung nhôm 6061, siêu nhẹ, bền bỉ và cứng cáp, rất nhẹ. Không những thế nhá, xe còn được trang bị là dây đi âm sườn, rất là thẩm mỹ và tăng tính đẹp mắt cho xe, nhìn xe rất là sang luôn. Đấy. Ở đây thì ghi đông thì được trang bị là ghi đông cong, được thiết kế là khí động lực học. Đấy, rất là siêu phẩm chưa? Và quả tay để lắc của LCU R7, không phải LCU R2 nhá, mà hẳn là R7 cho anh em luôn. Đấy. Và lốp xe siêu lướt với trang bị quả vành siêu to khổng lồ 6 phân nhá. Đấy. Lốp là của CST 700x28C, bánh nhỏ gọn, lướt và rất là trơn. Quả Mayer thì là của Salon, cho nên là anh em không phải lo về tốc độ của này đem lại nhá. Vậy thì một xe siêu phẩm sở hữu tốc độ như nào? Quả đùi đĩa là của Prea, trục rỗng nhá, trục rỗng đấy, cho nên là xe đẳng cấp này sở hữu trục rỗng luôn. Đùi đĩa là 2 tầng đĩa trước của LCU R7, clip sau thì là 10 tầng của Shimano Tiagra, chỉ số mượt mà nhanh chóng và cực kỳ là trơn tru. Quả phanh này được thiết kế như truyện tranh mới ra luôn này, điều khắc cực kỳ là đẳng cấp. Phanh thì là phanh đĩa củ dầu đấy, cho nên là anh em không phải lo về độ an toàn của này đem lại nhá. Anh em nghĩ siêu phẩm chỉ có thế là hết rồi à? Vẫn còn nhá, điều đặc biệt vẫn còn đang chờ đây này. Có khác gì cheater đâu. Một con xe siêu phẩm không khác gì cheater anh em ạ. Nhưng mà giá lại còn rẻ hơn cheater nhá. Chỉ với hơn 11 củ cho anh em thôi, đã sở hữu được con xe chất lượng và cực kỳ là đẹp mắt như này rồi. Vậy còn chần chừ gì nữa, anh em hãy ebook trực tiếp cho shop thì mình sẽ tư vấn trực tiếp cho anh em con này nhá.